Animo TV và các anh em ở trên YouTube đang xem lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với chặng đường của bố con nhà Kratos ở trong God of War phiên bản PC đã được các anh em Việt Hòa rất là có tâm. Hôm qua thì tôi cùng với lại Kratos và Atreus đã đi lấy cái ánh sáng của tiên. Để ánh sáng của tiên ở thế giới Anhem. Phải lấy được ánh sáng của tiên này thì chúng ta mới có thể giải được cái hơi thở đen tối mà đang ngăn cản hai bố con đi lên cái đỉnh núi cao nhất của thế giới loài người ở Midgard để giải cho của bà mẹ. Đó, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục anh em nhá. Đợi tôi tí. Ok, rồi, vào thôi. À, từ từ phải sâu ra cho anh em là mình đang chơi chế độ gì chứ nhỉ? Không anh em bảo là mình coi như là mình trốn tránh, mình đi vào, mình chỉnh nó sang easy hay là mình chỉnh nó sang normal xong mình vào mình tinh vi với anh em nhỉ? Vào đây cái phải phải sâu ra luôn anh em biết sâu luôn anh em biết sâu luôn nhá. Cả đợt anh em bắt lối chơi anh em nhá, nhưng được cho ta muốn thử thách nhá. Dành cho những kẻ muốn trải nghiệm gió tanh mưa máu nha anh em nhá. Anh em thấy chưa? Không bao giờ có cái chuyện mà tôi lại coi như là lại chơi bẩn với anh em luôn. Ngay lúc vào thể hiện ngay. Cảm ơn anh Nam Nguyễn Thanh Tài Thịnh Hoàng Ha Gieo Minh Nhật gửi sticker. Cảm ơn các anh em gửi thỏ gửi cỏ. Thấy luôn. Không có nói nhiều. À, từ từ cộng kỹ năng đã anh em ạ. Hôm nay cộng kỹ năng phát có cái kỹ năng nó hay hay. Cái này học rồi. À, băng giá cho mỗi lần mình đánh thành công nó sẽ có thêm băng giá. Ok. Này không cần. Quá khó tôi có thể thể hiện. Này quá khó tôi có thể thể hiện. Động cái này đi. À cậu thằng con chứ. A chốt. Tầm này là cứ phải nâng cho A chốt. Rồi đây. Cố lên con nhá A chốt nhá. Lão luyện luôn. Não luyện luôn nhá, não luyện. Ai kinh quá nhở. Đỡ được đòn tầm xa sẽ giúp mình hấp thụ sát thương và phản ngược trở lại kẻ ra đòn. Này không cần. À không cần. À cũng được. Ôi, không cần, mình không làm được. Nộ. Để rồi. Knock out. Ui dồi ôi. Thôi. Mẹ thế này tôi biết cộng cái gì. Trình không có anh em ạ. Điếu biết cộng cái gì bây giờ luôn đi khổ. Anh thay anh em cho tôi hỏi bây giờ là mình nên cộng cái đòn gì nó mạnh. Để tôi cộng cái. Nâng làm content thôi chứ vô combat có bao ai bảo anh em nhoi hiếu như thế. Thực hiện hơi bị nhiều luôn. Thôi nhát dìu thành công nhá. Mỗi một nhát dìu thành công mình sẽ đánh được cho nó bị băng biếc nhiều hơn. Tập parry cả cái này đi. Cố gắng parry cả cái này. Rồi. Không đủ. Đây hôm qua sau khi mà lấy xong được cái ánh sáng của tộc tiên thì Kratos tỉnh lại và thấy rằng là con trai mình bây giờ trình độ của nó anh em nhìn này. Xác chết của bọn coi như là đắc ép lầy đất luôn. Không hiểu luôn. E chớt nó hớm thật. Nó cứ giả vờ thế thôi. Hôm qua tôi còn đang định là đưa luôn cái rìu cho nó luôn cho nó đánh chứ còn mình cầm cái cung cho nó lành. Chứ thằng con tôi bây giờ nó hớm quá. Tôi không biết là tôi là bố hay nó là bố nữa. Trời ơi, đánh phải nể mặt bố tí chứ. Boy, your bow. Đưa cung cho bố. Hold it đấy up. Đúng rồi, đưa cung cho bố, bố đưa rìu cho con. À đây, rồi. Cung của ánh sáng này là mình có thể bắn rồi. À, mục tiêu bây giờ tôi phải tìm được 3 thằng người đá anh em ạ. Mục tiêu của mình là tìm được 3 thằng người đá mình mang về để mình chế được cái bộ đồ bố đời, đúng không? Chế cái bộ đồ bố đời lắm.
Có tên ánh sáng rồi. On my mark, loose your arrow into the stone. Ngắm. Okay. It worked. We can now make our way back. Thằng Lam nó để thay đổi được loại tên nhỉ anh em nhỉ? Của thằng kia nhỉ? Thôi chết rồi. Thôi cung tên của thằng kia, tên của nó như thế nào? Thôi chết tôi rồi. Đổi như nào anh em ơi? Nãy nó vừa mới hiện lên đổi như thế nào anh em ơi? Nút nào anh em ơi? Cái mạnh cường sau anh nâng cặp đao gắn vô dây xích lửa không sợ bố con thằng nào luôn. Người đấy thì nói làm gì? Không đổi được à? Không được anh em ạ. Chưa đổi được. Chắc đoạn này là mình chưa đổi được. Bình tĩnh đã. Tôi nói luôn với anh em luôn là buổi chơi ngày hôm nay của tôi nhé, không có bất kỳ một lần nào chết. Nói luôn một câu vậy cho nhanh. Không có bất kỳ một lần nào chết. Ra kia bê bố tảng đá vào con này. Để bố phải tự bê đá nào nhỉ? Tuổi nhỏ là việc nhỏ chứ con. Ủa mẹ này to phết đấy. Nhìn cái tưởng nó bé. To phết đấy. Không chết luôn. Cảm ơn anh em Hải. Bố còn mù chữ nhỏ gặp lớn làm thần chiến tranh. Kéo co mà vấn đề là kéo co cái gì? Kéo co từ bây giờ đến hết buổi là như nào? Thế thì tí nữa nó hủy keo mất. Bởi vì là lâu quá, chơi lâu quá hủy keo mất. Anh em hiểu chưa? Bây giờ nó phải có một cái quãng thời gian. Tí dụ như bấm giờ thời gian hay như thế nào đấy chứ. À, sang bên kia trước đã. Lắp vào chỗ này trước đã. Tới con boss gần nhất à? Đường nó sang bên kia rồi kìa. Cái đường kia nó nối sang bên kia làm cái gì nhỉ? Mình quay lại mình có xuống được đấy không? Nếu thử quay lại xuống đấy không? Em đấy có được lấy cái đồ gì cho giao hồn cái. Nối sang đấy chắc chắn phải có ý nghĩa gì đấy chứ. Không xuống được à? Nhảy cay thế. Xuống đi, nhảy xuống đi, Kratos nhảy đi. Không xuống được à? Mẹ. Cay. Phải đưa vào cái ở giữa trước. Cái kia chưa được rồi. Buồn. Thế đấy, tôi đang phải, tại sao tôi phải lắp hết mấy cái đường để mình kiếm là vì thế mà. Để kiếm đủ dương, đủ giếc mà. Lý do là vì thế mà, lần này chơi là quáng là kiếm đủ mà. Chỉ có điều là mấy thằng người đá, anh em cho tôi hỏi là để mà kiếm đủ được 3 thằng người đá thì mình ở trong cái Anhem này mình có kiếm được đủ 3 thằng người đá không anh em? Tại vì là tôi chơi cái lần gần nhất cũng 4 năm rồi, tôi không nhớ. Ở Anhem mình có đủ kiếm được đủ 3 thằng người đá không? Tôi kiếm được một thằng rồi. Không à? À cái này lắp vào là lại coi như là giảm dam từ bọn đắc ép đi 12% đấy. Ok luôn. Lắp tạm vào luôn. Có không? Phải chèo thuyền lòng vòng ở Midgard anh ơi. À chèo thuyền vòng vòng ở Midgard à? Ok được. Thử đã, lắp đồ vào đã. Một cái mình lắp rồi này. Cái này lắp cái thứ hai này. Như vậy là bây giờ là tôi giảm được 24% đam từ mấy thằng kia luôn đấy. 1/5 đam của chúng nó luôn đấy. 1/4 đam của chúng nó luôn đấy. Bây giờ khỏe lắm. Đi qua chỗ mấy thằng này rồi mình gì sợ. Thế điếu nào?
Thế là hóa ra là lúc nãy lắp lên đây là đúng à? Thế thì bây giờ đi đâu? Bây giờ đi như nào? Bây giờ mình đi như nào? Bây giờ biết là mình đi nào là ta đi như nào? Đi nào sao là mình kia kia mình đi nào? Không thì đi. Thế mà đi nào? Lắp xong rồi bắn cục khác à? À, đúng rồi. Thế này thì mình lại phải gì rồi? Ok, đã hiểu. Thảm nào. Tưởng gì dị tướng. Mày làm gì? Tuổi. À chết, bắn cho bố con. Bây giờ cung con mạnh mẽ cất rồi, bố nâng cho con bao nhiêu không bắn đi, con còn định đợi đến bố làm gì nữa? Con trai con vừa lớn rồi, đừng bắt bố phải gánh con nữa con ơi. Bố rất bực con ơi. Cảm ơn Mr. T, cảm ơn Châu Văn. Ai gánh ai á? Đương nhiên là tôi gánh nó chứ gì. Chắc bạn. Ây da. Lão với tao này. Ô lão này. Ô lếu này. Thằng kia nhìn đây mà làm gương nhá. Nhìn kỹ mà làm gương này. Không biết làm gương à? Cố lếu này. Xác định này. Bọn này giờ tuổi gì với tôi đâu anh em? Chúng nó chỉ là hạng tôm tép vớ vẩn. Giết chúng nó cái một. Finally. I'll light the crystal if you find me an angle. Let us make our way back up. Rồi, giờ tìm đường lên. Đi cốt chuyện xíu, nó cho grab đồ ngon rồi. Anh khỏi cần tìm An Siun không anh em ơi. Mẹ chơi game thế thì chơi em đéo gì. Chơi phải lấy những cái bộ đồ đẹp, những cái bộ đồ nó mẹ nó bố đời chứ còn chơi theo cốt truyện xong nó cho mấy cái đồ mẹ mặc định cốt truyện thằng đeo nào cũng có thì chơi làm cái đéo gì anh em. Anh em sao đây? Đéo hiểu luôn đây. Đồ thế nào là đồ đồ quý đồ hiếm. Dưới này bay xuống dưới này bay xuống dưới này rồi có cánh nhưng mà nó sẽ ngã chết anh em ạ. Em phải chỉnh rồi quên không trời ơi thôi. Cứ đi theo main story là anh đủ gặp An Dương trên đường rồi hả? Ừ đấy, anh em nói thế còn nghe được. Anh nói thế còn nghe được. Xin lỗi bạn luôn. Xin lỗi bạn luôn. Xin lỗi bạn luôn. Bay xuống dưới này.
bay 4 dưới rồi. Đánh nó đi con. Một cho con đánh đấy. Lão này. Đánh quỳnh không? Không một cơ hội cho mấy thằng kia luôn. Anh dùng chiêu khác làm còn ten đi anh. Ôi giời. Đòn chém ngang vòng cung gây sát thương băng tầm trung à? Là như nào? Cảm ơn Ahiuka, con xử lý một đống còn nguyên sát, bố chỉ dình đập rớt dài. À cái này là như là đây, gầm lên. À kinh quá nhỉ. Nhát chém Ugat anh em ạ. Gầm một phát là mình sẽ bắn ra cái này, nó gọi là hỏa diệm đao. Không, cái này không phải hỏa diệm đao mà là băng khí đao. Đòn đánh thể hiện sự yếu nhược anh em ạ. Mẹ Kratos mà lại phải sử dụng đến mấy cái đao khí với kiếm khí đấy à? Va vẩn, va vẩn. Mình đang heo trắng xung kích đúng không anh em? Đang heo trắng xung kích đang mạnh. Còn vừa va vừa vẩn. Sao không không được? À. Where you taking that? Mạnh đéo gì có sai đâu, ai bảo anh em là không sai. Hôm qua anh em có sai đâu đấy. Nó hiểu luôn đòn đấy tôi sai chắc phải. Chẳng qua là phải gặp kẻ địch tôi cực kỳ mạnh tôi mới sai thôi. Còn dăm ba bọn vớ vẩn tôi không sai. Kẻ địch nó phải thực sự nó đến cái tầm mức độ uy hiếp tôi. Lúc đấy thì tôi mới sai đến chứ. Bây giờ sai làm gì cho khí á. And a sand bowl. Cửa xanh không phải là cửa. Mình phải đứng từ đâu đấy để ném cái này. À, một. Một cái này. Có dương ở đây. Tôi nhìn thấy có một cái này chứng tỏ là có một cái dương ở đây. Một cái. Đặt cái kia vào đây. Ờ, mình quên mất mình cắm cái này mình không bắn nhỉ? Nhưng bắn cái này được cái gì nhỉ? Tôi nghĩ là chỉ cần bắn cái kia thôi chứ bắn cái này làm gì? Đấy, bắn cái này có giải quyết vấn đề gì đâu. Mà có vấn đề gì? Mang kia thôi. Cảm ơn Amit Tơ Tê, cảm ơn Hoài Nam gửi sticker. Được cái vui á. Chả hiểu vui gì luôn. Ai đặt vào đây mình bắn. Anh em hiểu chưa? Đấy, nhìn thấy đường đi chưa? Thanh Quang, anh em thấy set đồ của thần rớt mạnh nhất game thì lấy ở đâu vậy? Anh biết thì đéo được em. Em bảo anh hỏi ai? Anh em set đồ thần rớt ở chỗ nào anh em ơi? Anh em cho tôi hỏi. Set đồ này, anh em xem có bực mình không? Đánh bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus, đe dọa cả ngai vàng của Odin ở Asgard, đập chết cả ba, gần chết cả ba đu, thách thức cả Thor, mà thế đéo nào có một cái rễ cây này thì anh Kratos anh ấy đéo nhảy có được anh em ạ. Và anh ý làm content anh ơi. À thế à. Ừ nhở. Làm content thật. Đúng. Anh em nói phải. Rồi được chưa. À bây giờ mình cần phải mở cái hòm. Tôi nhớ trong này có cái hòm. Ném đủ 3 điểm. Trời khó lắm này. Ném đủ 3 cái. À,
một cái ở đây. Quèn. Nhanh. Đâu nhỉ? Ở đâu lại quên mất rồi. Mày, đủ ốc. Như bắt đầu. Vừa nhìn thấy cái nữa ở đâu nhỉ? Anh em nhỉ? À đây. Cái thứ hai đây. Ờ cái thứ hai, còn cái thứ ba đâu nhỉ? À rồi. Ok xong. Một phát xong ngay này anh em này. Từ xa. Rồi. Đây. Đây thì. Đẹp. Chả lẽ chơi chuột à? Ngắm như nào? Anh ơi, trên chuột là chúng ta ngắm thế nào đấy? Anh em cho tôi hỏi ngắm trên chuột như nào đấy? Lúc nào để ngắm trên chuột anh em ơi? Ồ, để con ngắm bằng chuột đây, tôi đéo chơi bằng cái kia nữa đâu. Chuột phải á? À, đứng bên trong cái này để ném. À đúng, bên trong này ném hai cái đúng rồi. If I want your opinion, boy, I will ask for it. Ô, lão này. Ơ. Hết hết cơ hội rồi. Chưa bằng tay cầm anh em ạ. Quen tay cầm rồi. Bây giờ lại chuyển sang bàn phím mệt lắm. Mệt lắm. Chúng ta hãy trung thành với những gì mà chúng ta đang có đi. Trung thành với những gì chúng ta đang quá đi. Đừng vua vẩn nữa. Trung thành. Can reach the bowl now. Uh-huh. Ờ. Là sao? What does this mean? Seed. Hạt giống. Remember the shape. Yeah, I know. Anh lấy cục đá đem xuống chỗ ban đầu bắn tên lên rồi đọc bia. Phải ma chỗ xuống chỗ đằng dưới à? Thế mới càng đau. Lúc nãy bắn thử thì chả thấy nó có cái gì. Nó ra là phải lắp xuống để đọc bia. Mà cái này chắc chỉ liên quan đến lo thôi chứ. Như thế chúng ta bây giờ Việt hóa rồi, ra thử đọc thử xem. Các anh em trong đội Việt hóa đã vất vả làm. Đọc con này. Đọc cho bố nó biết chuyện gì con này. Mm-hmm.
Ôi, mẹ chưa hiểu các quả từ điển đâu vậy? Truyền thuyết mới, ánh sáng Anhem, đây chính là cái mình ấy đây. Từ ánh sáng chúng ta sinh ra và cũng là ánh sáng nơi chúng ta trở về. Kì, ánh sáng chính là dòng sông của linh hồn biến đổi chúng ta. Hiệp, ánh sáng chính là sự thật, ánh sáng là tất cả. Ok, ánh sáng nghe có vẻ hay đấy, nhưng nó cũng sẽ khiến mày phát điên. À không, tôi nghĩ đúng đấy. Cái này là nó muốn ám chỉ là có vẻ như là Dark F và Light F đánh nhau là vì cái nguồn sáng này. Lý do tại sao dẫn đến cuộc chiến nữa giữa Dark F và Light F, nó là do chúng tranh giành cái nguồn sáng. Đó là lý do tại sao lại bảo là nguồn sáng làm cho tất cả phát điên. Phát điên vì coi như là quyền năng đánh nhau. Anh em Việt hóa dịch thành tiếng Anh luôn. Khó anh em ơi. Con game này các bạn Việt hóa được gọi là những cái chính là như thế rồi. Mà tôi nghĩ là vẫn mấy cái đoạn hội thoại ấy, là vẫn còn một số chỗ, khá nhiều chỗ, phải một số chỗ đâu là chưa phải nói hết. Cái lore thì không nói. Những cái sách sủng rồi, những cái truyền thuyết thì tôi không cần thiết phải là Việt hóa hết. Nhưng mà tôi thấy là nhiều cái đoạn hội thoại là vẫn chưa đủ. Cho nên là tôi nghĩ là vẫn cần một cái bản, vẫn cần một cái bản cập nhật nữa. Để mà cập nhật thêm cho đầy đủ những đoạn thoại. Thì tôi thấy là có những đoạn đang nói tiếng Việt tự nhiên sang tiếng Anh. Chắc là chưa Việt hóa hết. Có update chưa? Update tôi dùng bản update rồi đấy chứ. Greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, and see, stupid rails. So, it's a door after all. Ôi dồi ôi, các em, anh chào các em. Lại ép đấy. Trông toàn các mỹ nữ khiếp, thướt tha lướt đi. Con chọn đi, thích cô nào con chọn đi. Bố cuối nuông. Thằng này thằng chủ đấy. Nó là thằng tướng đấy. Các Light F đã quay lại. Chúng tôi đã giải phóng ánh sáng Anhem của bất cứ thứ gì mà Dark F đã gây ra. Tất cả bọn họ đã quay lại ngôi đền. Mọi thứ Anhem thật tuyệt vời khi ánh sáng đã chiếu rọi trở lại. Light F rất thân thiện, không nói gì nhưng không muốn giết chúng tôi. Chắc đó là tôi đừng nên chắc chắn điều gì nhưng biết gì cơ chứ. Ông làm chuyện gì đó chẳng ai biết bên trong ánh sáng Anhem, trong khi tôi đã phải một mình gặp cả bầy Dark F. À kinh quá nhỉ, thằng mất dạy. Giúp bố một tí đánh có mấy con mà cũng kể công. Tôi chả quan tâm ổng nói gì. Thật vui đã xen vào chuyện này. Đây là nhật ký của thằng con anh em ạ. Khổ. Con với cái. Để đau bờ. He will be back. Oh no, the boat isn't here. It's still back at the other side of the lake. Nó lấy mất con thuyền của tôi rồi. Thằng mất dạy chấm mất con thuyền. Dùng cái thang này. We really gotta go back down here again. Do you see any other way? No. Bố đọc nhật ký của con là xâm phạm quyền riêng tư. Hỏi thật anh em có ai viết nhật ký ở đây không? Tôi ngày xưa cũng từng có một cái thời mẹ cũng mua mấy cái quyển về xong để ghi nhật ký. Ghi được 3 buổi vứt bẹ. À đâu, bỏ ra vẽ hentai chứ. Không hiểu. Mình không chăm viết nhật ký được. Mặc dù là cái thói quen viết nhật ký là rất là hay đấy. Sau này mình có thể dở ra mình xem lại những cái thời khắc kiểu ngày này năm xưa ấy. Nó có cái gì hay nó cũng là cái hay. Tại vì là muốn viết nhật ký thì phải viết rất đều. Phải viết rất đều tay sau này mới thành thói quen được. Nó cũng giống như kiểu đi tập thể dục ấy. Phải liên tục thì mới thành thói quen được. There isn't a way back up from here, you know. I know. Ờ, mày dám dạy đời bố à con? Bố đi đường nào thì cứ lẹo mà theo sau bố. Nó còn dám lẩm bẩm sau lưng tôi là bố biết đường này không quay được mà. Tao đường này tao đi lấy đồ đấy. Và vật. Mày biết được ý đồ của bố à? Ờ, nhưng mà đây làm gì còn đồ gì?
Find the crystal. Rồi phải đi tìm cái viên. Want to try using your eyes? There's a room just over there. Nó lại còn bảo là bố có muốn thử dùng mắt để tìm không? Tao tát cho mày lật mặt, bây giờ mày ăn nói với bố mày kiểu gì đấy hả? Mẹ mày dạy mày kiểu gì mà suốt ngày chỉ đá đều bố cho là như thế nào? Bố có muốn dùng mắt tìm không đâu tôi không cơ chứ. Thế tao không dùng mắt tìm thì tao dùng cái gì tìm? Vá vân vá vân. Không hiểu luôn con cái. Bật dậy. À, cái này mình phải ném. Ném thẳng cái thứ tự nào đấy đúng không? Thế cửa nó mới mở ra. Thứ tự như nào nhỉ anh em nhỉ? Được đéo đâu. Không phải. Chưa được, đây chưa được. Chỗ cũ có dương nó bị bọc bởi cái ấy rồi anh em ơi. Anh không nhìn thấy dương nó bị bọc bởi cái rễ cây à? Đúng rồi, giỏi lắm con trai. Đây này, cái dương này nó có cái cây nó bọc rồi nên là tôi không lấy. Anh em thấy chưa? Chứ phải tôi không muốn lấy đéo đâu. Nó có cái cây nó giữ rồi. Thôi từ mình đi đường này đã. Gì đấy? Vui vãi. Mình nghĩ là các bạn cùng để bình yên lên. Ủa lão cạo á? Đâu rồi?
Bắn nhanh quá đéo thì nó đâu luôn. Khổ. Tôi đánh thế cho nhanh em ạ. Mất thời gian mấy thằng này làm gì. Trời luôn. Cái dễ đấy, phá mấy cái cây ở bên dưới là được à? Thôi để bê cái này về đã. Cha chắc chắn là vác được chứ. Ta còn vác mẹ mày lên giường luôn đấy chứ mày nghĩ cái gì? Yên lặng. Bà vật. I know how it works. À, anh em bảo là có cái rễ cây rồi đây, mình phải ném cái rễ cây đúng không? Kia rồi, tôi nhìn thấy cái rễ cây rồi. Đây nhỉ? Không phải. Nó là một sự kết nối. Đây xem. Đây rồi. Nhưng mà cái điểm tiếp theo đâu? Chắc là phải xa nằm bên kia xong mình mới ấy tiếp chứ nhở. Tao có nhìn thấy có cái nào đấy, đấy quái đâu. Đặt tinh thể ở chỗ cái gì? Anh ấy bảo tôi đặt tinh thể chỗ cái gì trước? À, đánh thể chỗ này trước. Đúng rồi. Đánh thể chỗ này trước, chỗ câu đố trước. Nhưng mình sẽ bỏ qua câu đố đấy mất. Anh chơi theo kiểu Paris đi, đừng sờ spam nữa. Paris à? Anh em thích Paris thế? Ok. Anh em thích chơi kiểu gì tôi chừa anh em đấy luôn. Chẳng qua tôi không, tôi muốn chơi theo kiểu kia cho nhìn cho nó có sức mạnh. Mà anh em thích sự khéo léo tôi chừa được anh em mà. Các bốn ký tự kia đúng không? Ờ. No. Bê ngược xong. Ok đấy. Okay, không, tôi đi hai lượt kia là đúng nhở? Một cái này. Hai cái này. À, có tính thời gian à? Năm vạch thời gian đúng mẹ mình. Nếu mà 4 năm trước chơi rồi bây giờ tôi lại quên em ạ. Đến chiêu.
này nó trượt kia thì còn nước ngon gì. Lấy gì ngon thì đấy, đừng mất công tao như vậy. Mẹ được cái giáp ngực có món đi thì cứ bao giờ không cứ chưa lấy. Ô, cái này chỉ mạnh về phòng thủ thôi anh em ơi, nó lại không mạnh về, không mạnh về công, nó mạnh về thú mới đau chứ. Giáp vai cổ dính vảy. Nó đồ level 2. Nhưng mà chỉ mạnh về thủ thôi, mấy cả cổ lực thôi. Anh em cho tôi hỏi là cái cổ lực là cái cổ lực là cái gì hả anh em? Cổ lực là cái gì? Anh em Việt hóa ra, tôi đéo dịch ra được cái từ cổ lực. Cổ lực là cái gì hả anh em? Trong này cổ lực là cái gì? Dùng skill à? À, đam phép à? Sát thương phép thuật à? À, dùng skill mạnh hơn à? Ờ, thế thì phải cộng cái đấy thôi nhỉ? Ừ đúng. Ờ, thế thì phải chơi thôi. Bây giờ mình toàn chơi chiêu, mình có đánh thường được đéo đâu. À, đúng nhỉ? Thế thì giờ mình chơi thôi. Mình có đánh thường đéo đâu, giờ toàn skill mà. Ừ, xem cái nào mạnh về mẹ cổ lực. Cứ tăng mẹ vào cổ lực anh em ạ. Bao tay cổ lực. Chiêu giờ tôi dùng nhiều mà. Đại chiến cổ lực. Đấy, mẹ cổ lực giờ phải khỏe. Nhưng mà lại đéo có lỗ khảm mới đau chứ. Vấn đề của nó lại đéo có lỗ khảm. Rồi, thử đánh xem nhá. Thử phát. Giờ mình toàn, tôi toàn dùng skill mà. Dùng đòn đánh thường được đéo đâu. Trông ra tốt, mặc bộ ấy trông rắn giỏi phết đấy chứ. Da rắn à. God of Spam. God of Spam cái gì? Người ta cho mình đòn thì mình phải dùng chứ. Cái nào mà nó phù hợp thì mình phải dùng chứ. Không hiểu luôn. Bây giờ anh em lại thích tôi cộng vào sức mạnh rồi đánh chay à? Không hiểu. Finally, we can use the same sand bowl that brought us down the first time. I want to get out of here. Này, đấy là mình đi xuống đây rồi đúng không? Có phải đoạn này đập boss không anh em? Có phải đoạn này đập boss không? Để tôi còn thực hiện tí kéo con nào. Oanh oanh. Boss biết rồi đâu. Làm tí kéo co cho nó. Bố đôi cái. Để tôi cộng full máu đã. Xem cái này có đồ gì không. Lấy hết rồi. Hay có cái giường đây này. Vào nào nhở. À đây.
căn vào đây. Ui xôi ôi, cái sự thông minh nó phải nói là anh Stan cũng chỉ đến như vậy. Quá thông minh. Gì đây? Trọng kích của lực đòn chém tạo nên một làn sóng sóng dọc mảnh mai sát thương băng. Lại hỏa diệm đao băng băng phong đao cái gì rồi thôi. Từ từ để tôi nâng cái mới đã. Heo trắng xung kích. À mình chưa đủ. Vậy mà thông minh gì ơ? Thế không thông minh là thế nào đã thông minh? Đâu có cái dương nào? Anh ấy bảo có cái dương nào mà tôi chưa lấy. Đâu dương đâu? Đâu dương nào tôi bỏ qua đâu? Chỗ nào? Đâu dương đâu? À cái dương lúc nãy á. Thôi gom nhặt lên lại ra cái đồ common đéo gì thôi mà. Dương đấy thôi, không cần đâu. Nhìn cho nó đỏ lên rồi mà đéo tránh kịp. Oh,
Ari. Orikimun. Think you're out. No, that can't be. What did it say? That we made a grave mistake. Wait, boom, somebody. Beat quá nhiều những rau con nhà bà ruốn. Rồi con tôi bây giờ có mẹ đòn đánh mẹ sói rồi. Nâng cấp cho con luôn, hai con sói của con nhảy vào đánh nhau luôn. Rồi. Sao lúc kéo co ông lại thua mẹ đánh mãi. You're gonna be smug and say you told me we tôi thật với anh em well. Cái quả vừa rồi là cũng may là thằng đấy nó ít khi nó dùng cái đòn mà nó lao từ vào ấy. Tay tôi nó thật với anh em đéo biết được, thật não của tôi thì kịp nhận ra là mình phải tránh, nhưng mà cái sóng điện từ sóng não từ não chạy xuống tay để ấn cái nút để nhảy tránh ấy thì nó chậm già anh em ạ, não chả già. Do you remember the answer? Yeah, yeah. Boy, read this. Boy, what's that say? Rồi. Only time you want to talk to me is when you need something. Do you want to tell me something? Nó đang giả giọng của mình nói chuyện với nó. The only time you care to talk to me is when you need me to translate. Con có dịch cái gì đấy thôi. If your mother was still alive, mẹ còn sống đã không ở đây rồi. Be here at all. Mày vạ vật nói vượt. Bực bố con lại cãi nhau. Cảm ơn Yasuke. Fine. Trước khi chết là thằng kia đã còn bảo với mình là bỏ Paris đi á, Paris tôi vẫn Paris được mà. Đòn đánh thương thằng kia tôi vẫn Paris được mà. Trước khi chết thằng kia nó bảo sai lầm ấy. Tại ý nó muốn nói với mình là mày sai lầm rồi, thằng con mày là Loki đấy đúng không? Ôm gánh bố còng cả lưng, ai bảo? Bố đánh coi như là phải đến 90% máu của nó là bố đánh. She was not there. Not like you would even care if she was. Mind your tongue, boy. Tắt lật mặt rồi. Until our journey is over, one of us must remain focused. Đừng vớ vẩn với bố con. Do not mistake my silence for lack of grief. Đừng đánh đồng im lặng với bố cả con. Con nghĩ bố là ai? More now you wish. Leave me to my own. Để bố yên. Dỗi không nói chuyện nhau nữa luôn. I'm sorry. Khoanh tay vào. Xin lỗi gì để như thế? No. Why would you? You do not know my ways. Con không biết bố trải qua những gì đâu. Bố từng giết cả đống thằng ngắt đầu cho nó như là ngắt đầu coi như là búp bê luôn. Bố không muốn kể cho con thì thôi. Một ngày nào đó ngồi xuống bố sẽ kể cho con. In the light, I felt only moments pass. Bố sẽ kể cho con về cô Aphrodite. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this thằng kia nói bỏ Paris đi à. Thế à? Sindri said mother was a warrior. Was she in a war too? Of a sort. Aphrodite. Aphrodite anh em nhá. Anh ơi em Aphrodite này. But her world was to live on, to brave an unforgiving world alone. And that's why she has Sindri and Brock to make her the axe? So you have this rifle, chỉ có rip low nhá. How observant. I am known for my attention. You boys look like you're gearing up giáp for quite the journey. There's an abandoned temple in Midgard that a fellow dwarf converted to his personal storeroom. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels throughout the realms. Throughout the realms? Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical có artifacts. Như là pháp thuật the more rất he là acquired, mạnh. The more he desired. There was no realm too dangerous, no relic okay. too hazardous. He once ventured deep into Niflheim. Huh. I bet... Does this story have a... Yes, it does. Neat. You're very welcome. Rồi, chúng ta có một ngôi đền. Chỗ này có đồ gì ngon không anh em?
Last I was there, all manner of nastiness had taken up residence. Won't your friend be upset if we steal all the stuff? Oh, no. No, not at all. He's dead, I think. Oh. Chỗ này có gì ngon á? Chỗ nhận phụ thằng cha này có đồ gì ngon để tôi đi, nếu không thì thôi tôi làm vụ chính tiếp. Có đồ gì ngon á? Sức mạnh yếu quá, có 46 anh em ạ. Mà cái bộ này sức mạnh yếu thật. Chỉ được mỗi cái skill đẹp, skill mạnh. Đổi lại giáp cũ đi ông ơi á. Giáp cũ thì dùng skill không mạnh như cái kia đâu anh em ơi. Giáp cũ dùng mấy cái skill không mạnh như kia đâu. Dùng kỹ năng nó không mạnh đâu. Từ từ, thằng con nâng cao thằng con phát. Tên ánh sáng tăng hiệu quả siêu trên kẻ địch. Tên ánh sáng gây thêm sát thương choáng cho kẻ địch. Được, sát thương choáng. Cộng thằng con cho nó một gánh. Đấy là combo chứ không phải skill à? Thế skill là cái gì? Đây không phải là kỹ năng, đây là skill thì là cái gì? Đây chả là mấy cái kỹ năng tôi đã hay dùng đây còn gì? Đấy, chạy đâu? Kỹ năng đấy, skill đấy. Đây không phải skill à? Chả suốt ngày đánh cái này anh em còn kêu là suốt ngày spam cái skill này còn đéo gì nữa. Đấy, còn thế nào? Không hiểu luôn. Đây, khiên đây. Sau mỗi lần đánh đây, giật ra xong đập phát, dùnh phát đây. Này nữa đây. Dùnh phát đây. Đánh boss kill toàn mid thì dùng đồ sức mạnh cho ngon. Skill là ở góc dưới á. Thế đây kỹ năng không phải là skill à? Cái chữ kỹ năng này không là skill thì anh em nào góc dưới là góc nào? Góc dưới á? Góc dưới đâu anh em? Đây á? Ý anh em là mấy cái này á? Quét có một dương tù và một cái khinh kích cổ lực và một cái bùa re. À. Cãi quá, người ta tạo cổ lực đâu thể mỗi xài hai cái skill kia đâu. Cái skill, thế tôi hỏi anh em là cái cổ lực là có tăng cho cái skill này không? Vậy tôi hỏi anh em này thôi, là mấy cái cổ lực tôi tăng và cái cổ lực có tăng cho cái sức mạnh của mấy cái kỹ năng ở trong cái nhánh này không? Hay là trong này là không ảnh hưởng bởi cổ lực mà chỉ là hai cái skill trên dưới? Không à? Mấy thằng đéo biết gì, đừng có nói cổ lực là chỉ số sức mạnh của phép, chỉ tăng cho mỗi đá thôi. Hả? Trong cây skill là kỹ năng combo, còn cái kia là tăng sát thương cho rune. Ờ đấy, đúng. Thế thì tôi còn nghe được. Chứng tỏ là skill là ý là kỹ năng của rune, đúng không? Còn cái này là kỹ năng combo. Ờ, được, thế tôi hiểu rồi. Let's get to it. Thế nên mình quay lại bộ cũ. Ra sói đúng nhỉ? Đó, đây là crab mà. Mặc lại. Rắc ngực. Đây, khô vai da heo đây. Lỗ khảm đây. Khô vai da heo. Giáp tay da heo.
đai lưng da heo. Rồi. Giờ mình xem có nâng cấp được không. Ready and ready. Đoạn này còn đánh mấy con ép nữa không? Đoạn này hết ép rồi đúng không? Ngọn lửa chưa nâng cấp được. Ngay chưa nâng cấp được. Thiếu thép. Anything you need, young sir. Không nâng cho thằng con. Bán đồ đã nhở. That's something. Rồi. Mua cái đá hồi sinh. Mua cái đá hồi sinh. Còn hồi lại khi cần. Đoạn này đã sang chỗ khác đâu. Đã qua cái chỗ ép đâu anh em. Còn đoạn đường nữa mà. Quay về hẩn Midgard đi rồi chúng ta tháo cũng được. Đoạn này nhỡ đâu vẫn còn chúng nó đấm nhau. Bố ơi, con có thứ này muốn thú nhận với bố. Tất cả những cái giọng nói trong đầu con. Không phải lần đầu bố ạ. Úi dồi, không phải là đầu con bố đô trời ạ. Con thú của ông ấy có cảnh báo cho con thứ gì đó trên cây. Nó kể được cho con à? Con cảm nhận cả cảm giác của thú, nỗi sợ của nó. Ok, lần sau mà còn đô trời nhớ bảo bố chơi cùng nghe chưa? Vâng. Nguyễn Minh cổ lực 10 thua. Mình nói nhà anh em Nguyễn Minh lại còn hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm chấm thua. À. Thế nãy vừa mới cộng vào cổ lực thì kêu là thay về bộ cũ đi. Thế bây giờ thay về bộ cũ thì lại 10 cổ lực hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm 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 thua. Thua cái gì vậy? Midgard. Về Midgard. Mai là à mà lại hôm nay rồi nhỉ? Ông câu ông táo đấy. Nhà anh em đã chuẩn bị làm ngày mai chuẩn bị cơm cúng chưa? Chuẩn bị cơm cúng chưa anh em? Midgard chỉ cần đi là xong. Đây. Em mới đốt áo giấy hồi nãy anh ngã nhau cũng sớm đấy. Mới có một số sáng ngay. Nhà nuôi sẵn luôn cặp cá. Mai không biết có con cá chép nào sống được mà về trời. Không, cũng nhiều người ta ra sông người ta thả chứ em. Nhiều người ta ra thông người ta thả chứ. Thế con cá đấy sau khi được thả xong ấy thì cái nó sẽ chui trôi bơi một đoạn về cái đoạn nguồn phía sau sẽ có vài thằng nó đứng sẵn đây nó bắt. Nó bắt để nó lại bán lại ấy. Thế con cá phải cố gắng thoát qua được cái cạm bẫy đấy. Nó sẽ sống anh em ạ. Did you let that ông đấy put hand có để tên thiếu muối nó đụng vào dìu không? You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Tried taking me down with him.
thả cá đừng thả túi, đúng rồi anh em, thả cá mà anh em thả cả túi nó sống nào được. Mai tôi cũng cho ông Bumi thả cá. Gần nhà tôi có cái hồ. Mai cho cô cậu ấy thả cá. Năm ngoái cũng cho đi thả cá rồi. Điều gì là quan trọng? Kinh quá nhỉ. Đẳng cấp. Ta mới là đẳng cấp cao. Ngon. Thank you anh luôn. Cạnh tranh với nhau cho mình luôn quả dấu hiệu người lùn. Cải thiện thêm dìu. Good. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. What is it, dwarf? Lại nhiệm vụ gì đây? Một tên giả kim thuật. Working out in the Velvary. Haven't heard from him in maybe, I don't know. Không nghe về hắn trong trăm mùa đông rồi. Probably dead, but chết. Biết đâu lại tìm được. He's dwarfing like me. Đeo một cái nhẫn xanh màu mè giống ta. Owes me a favor. You look. If it is on our path. Nếu tiện đường. Oh, I see how it is. Not a something for nothing. Này cái này mình sẽ nhận được cái hòn đá anh em ạ. Cái hòn đá đấy có ngon không anh em? Từ từ tôi đi đến cái chỗ này có báu kia đã. 600 mét à? Do you remember the way back to the Black Breath? Of course. We need to walk across the bridge to the Vanaheim Tower. Are we going to the Black Breath? Từ từ đã, để xem cái chỗ nhiệm vụ phụ kia, tôi đi làm nhiệm vụ phụ phát. Đây à? Mình sẽ đi thuyền chui vào trong này để làm cái nhiệm vụ này. Okay. Your choice. Vào đây có được nhiều đồ ngon phết, anh em like bảo có đồ rare với lại mấy thứ linh lăng nhăng. Lấy cái còn nâng cấp sau này tôi chia hát cho nên là chúng ta không nên bỏ qua các bạn. Chia hát mà chúng ta bỏ qua thì đéo đánh được đâu. Sau này gặp mấy thằng. So, Rock and Sindri made Mom the axe just to help her survive? We have the strength to wield such a weapon and the wisdom to use anh it for Phang good. Con Valkyrie nào chưa? Tôi phải thú thật với tất cả các anh em rồi, tôi đéo đánh được Valkyrie. Thú thật? No. Thậm chí tôi đánh Valkyrie chỉ với cái mức độ gọi là easy tôi còn đéo đánh được nó, chứ chưa nói bây giờ tôi đang chơi very hard. Cho nên là anh em đừng có bảo tôi đánh Valkyrie. Đéo đánh được. Nghiêm túc tự nhận mẹ luôn, kiểm điểm trước gương luôn, không có văn hoa văn hùng gì với anh em luôn. Sao hôm nay anh thành thật cho anh em, bởi vì tôi mà không thành thật là sẽ mất của anh em một phát, mất vài tiếng của anh em mà nó đéo để quyết đến cái gì luôn. Thú thật tất cả anh em luôn. 4 năm nó lên trình rồi, tự tin lên anh, tự tin đéo thì đánh cái con kia còn 5 lần mới qua được. Mà cái con vừa rồi tôi thật đấy ghen luôn, so với cả con Van kia chỉ là con cháu chút chít chát của Van thì nước non gì hả anh em. Thú thuật với anh em đều có cửa luôn. Nên là tôi ở đời chúng ta nhiều khi chúng ta phải biết chúng ta là ai anh em. We go to the storeroom to collect anything useful for our journey. Not to learn more about the dwarf. Nhưng em muốn xem anh đánh chơi đi anh ơi. Muốn xem bạo dâm à? Không hiểu luôn. Anh em cho tôi hỏi làm nào để cho thằng con nó cast skill nhỉ anh em nhỉ? Nút nào để thằng con nó cast skill sói của nó ra? Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Thanh niên anh đây rồi. Chưa. Giữ X à? À giữ à? Ờ ấn một lần là nó bắn. Ok. Ấn một lần là nó bắn, còn giữ là nó sẽ cast skill. Thank you anh em. Reavers. Uh-oh. I must have gotten here first.
Con game này tôi phải công nhận là nó port từ PS lên PC mượt mà ngon nghe. Một chữ bản port có thể nói là khá bố đời. Sói cho bố xem nào. Hồi sư bố xem nào. Gì cơ? Chúng mày giờ gặp tao ngang gặp bố rồi các con ạ. Đốt mình đau chứ nhở? Bắn ở đâu nhở? Nó mẹ lắm thằng bắn thế. Xử mấy thằng bắn này trước. À mà mình học được cái cho cái chiêu lão này. Tôi đỡ mà nó không bấy nhở. Tôi đỡ bọn em nó không phải lại đòn con kia nhỉ. Ây à. Tết lại phản đòn cái xem nào. Tôi nhớ tôi cộng mà rồi mà. Chưa được à? Chưa nhở? Ờ xem lại xem nâng chưa. Đã nâng đéo đâu cô. Chưa nâng. Đời tôi cô con nhà bà liêu lắm. Đéo lúc nãy mình lại nhớ là mình nâng rồi. Đầu óc chán thật. Một cái, hai cái. Father, look up there. Cái thứ ba đâu nhỉ? Một cái, hai cái. Đây rồi. Đã đến đéo đâu mà lại lui gì vậy? Vội quá anh em ạ, à. Thành ra là nó chưa đến nơi đã lôi gì về. Thế cũng chặt thua anh em lại. Anh em lại phong trào thua rồi. Cái anh em gì lúc nãy mà có cái câu thua là anh em gì đâu nói câu thua đầu tiên nhỉ anh em nhỉ? Cái anh em đầu tiên nói câu thua tên là gì cho tôi hỏi lại cái tên anh em đấy cái. Lúc này tôi có đọc tên của anh em ấy lên nhưng mà Minh à? Minh thua à? Minh thua, Minh thua. Trung bực phúc phích quang cay Minh thua. Tú luật
Yeah. Boy. Toàn các anh hào. Khéo rồi một ngày chúng ta sẽ có đủ 108 anh hùng lương sơn bạc anh em ạ. Đạt khóc. Dũng mù. Hành trình rất dài nên mình chỉ có thể mang theo thứ cần thiết của cái có lẽ được canh chừng bởi khuôn mặt đá. Phần thưởng đây: một phụ gia huyền thoại, một xúc tác băng giá, hai thép sờ vào tem cứng. Cường nghiện à, toàn luật chứ nhở, phải tú luật mà là toàn luật nhở. Cường nghiện toàn luật chứ tội nhờ phải tú luật. Phao rồi khinh địch quá. Phao rồi khinh địch quá. Không ngờ cho hai thằng này nó gớm thế. Đúng là very hard, nó khác thật. Đốt thằng kia bằng lửa nó mới chết nhanh được. Cần hai đòn. Đấy. Đấy. Một lần thôi. Tuổi gì mà nó đánh lần thứ hai. Kinh đấy. Con gánh còng cả lưng. Sói của anh kinh thật. Sói của nó đớp hướng thật. Thường. Vớ vẩn. They caught you off guard. I wasn't expecting them. Exactly. Huh?
Hôm nay vào muộn nửa sờ chim chưa ạ? À? Nhiều người anh em ơi. Ủa, con này chắc phải lắm đây. Nó chơi tay không của nó, chúng nó rồi. Cái gì đấy? Mẹ của chúa, kịp gì để cái gì luôn anh em ạ? Ô tổ sư, chưa kịp thở luôn. Thôi rồi, chơi nghiêm túc rồi này. Sao thể dính ba nhát kiếm của nó? Anh em thấy không? Làm gì có bố nào cho con lát hit như thế bao giờ không? Chỉ có người bố thương con nhất mới cho con được lát hit. Nếu không bố sẽ dành cái phần lát hit cho bố. Thế mới là bố chứ. Ông né như gì ấy, thua cả thằng con. I have a good feeling about this next one. Maybe we'll even find the whetstone. Remember what I told you about expectations, boy. Keep them low. Không chủ quan được anh em. Still. Thả phải con này. Đánh đòn đến rồi mà vẫn cứ đứng đực mặt. Ừ.
Well done. Ơ kìa, mày tránh kiểu gì đấy? Bắn đi con, kệ bố, bắn đi. Vào đây có được cái mẹ gì đâu, lấy được mỗi cái hòn đá mẹ không biết để làm cái trò gì. Đánh hai con này đánh từ từ, la vào chúng nó quá vội rất khổ. Cảm ơn em Hoài chó, ngồi làm việc từ không giờ tới giờ bật từ chim vậy, thế anh đang chơi châu bò gì bình thường mà anh em, qua chơi gần 4 giờ châu bò gì ngày thường thôi. I saw. So I should keep my expectations low, but always expect an attack? It is a delicate balance. Expect the worst, assume nothing, and always anticipate an attack. Sure is a lot to remember. Sắp lắm cửa này. Nãy giờ tôi đi vẫn chưa hết cửa à? Ây à! Ôi chết, không ấy được. Phải chuông. Mẹ đứng đấy thủ sẵn đòn. Mẹ được parry game ạ. Sói Phony à? Ôi trời ơi. One room left. I know I shouldn't hope, but you think we'll find it there? No. Quỳ ngoài à?
anh có muốn đánh con golem không, con đấy bỏ qua luôn cũng được. Thế à? Con đấy khó lắm à? Ao trình à? Sói năm đâu á, con sói chết hình như nó bị đóng băng hay sao ấy. Tôi cũng chả hiểu phải tại sao nó chết nhanh thế. Mẹ một quạc của mình xong tự nhiên chết mẹ cả đám luôn ý. Một quạc của tôi chết mẹ có đấy phải chết cả ba bốn con luôn ý. Đéo hiểu lắm nhiều lúc nó cái cơ chế thế nào. Pha đấy sao con này chết nhanh thế? Tôi cũng không hiểu luôn. Bắc bay ra khỏi mép à? Vỡ băng à? Dính bố vào tường à? Ở đây con đường này đâu? Đường đâu? Chỗ nào đấy? Đây đường ra mẹ đường gì? Mấy con máu tím còn mạnh hơn cả boss à? Đây chứ nhỉ, đúng không? Đường này chứ đúng không? Khá Queen Yasuke. Đấy thế. Gollum của anh em đấy thế. Úi dồi, cái gì đấy? Mẹ Kratos bắn laser à? Vãi cả trường. Cái gì đấy? Vãi cả trường, mẹ Kratos bắn laser anh em ạ. Thần lực. Chưa phép. Đây á, con Gollum đấy gì? Back to piss on my corpse, you ungrateful little. Who are you two? Mày lại. We're looking for a whetstone. Have you seen cháu it? Đang tìm viên đá mài. There was one in this room. Này từng để my son sharpened his dagger. Con trai ta dùng mài dao trước khi đâm vào lưng ta. What? Little bastard thought it was his turn to lead my crew. Làm lãnh đạo, I was hard on him, sure. Guess I shouldn't còn be surprised. Nhìn nhá, học tập nhá, I did the same thing to my dad when I was his age. Lúc bằng tuổi nó ta cũng giết cha mình. Ôi dồi ôi, hắn giết cha mình à, thương đấy con. Khổ. Đâu, biết gì đâu. Where is he now? Biết gì đâu. Đâu, he may be a bastard, but he's my bastard. You'll get no help from me, fool. Then his dagger will help. Hey! That's mine. Hey! Come boy, we are leaving. Kratos đấy. Đâu? Ai biết đâu? Mày hai con à? Mấy con kia chết tôi rồi. Nếu còn mấy con kia thì khó quá. Blake ơi. Thôi mà hai con này tôi đánh được. Hai con này đánh được. Hai con này tôi cảm giác tôi đánh được. Không khó. Vấn đề là phải triệt được mấy con bắn kia thôi là được. Chết.
chiêu này đánh làm nó bị khựng và đánh chiêu này liên tục cho anh em. Hiểu phát lan ạ. À. Anh đã cất bao nhiêu công đánh đó một phát lan lại mất từ kia máu ạ. Bảo với anh em mà tôi nhìn hai con này tôi mới đánh được mà. Hai con này cảm giác không vô vọng bằng mẹ con sói mà. Đánh hai con này đánh dễ thôi, bởi vì là cái chiêu băng của mình ấy là làm chúng ta cắt đòn của hai thằng đấy. Nó cắt đòn của hai thằng đấy đánh được. Thì mình chỉ cần dùng bắt thôi là được. Be gone with you, or I'll rip your legs off from beyond the grave, you dirty bastards. Còn golem nữa à? Chưa xong à? Hai con vừa xong không phải là golem à? Đánh hai con đấy tôi nghĩ là không phải là khó. Khó nhất là sói. Khó nhất là sói. Bởi vì là riêng sói là mình không có cách nào. Hai con kia là orc à? Thế còn con golem là con nào? Đâu? Đây hả? Nó là con nào anh em? Nó ở chỗ nào? Giờ mới là boss chính à? Đâu đâu nó đâu? Đường nào ra chỗ nó? 1 2 3 4 Ngoài cửa à? Why would his son betray him like that? Kill his own father over some treasure? Chạy ngay đi. Seems so greedy. Remember what I told you. Trong nào còn dương chưa mở? Assume nothing. Well, sure. Quay lại còn you dương chơi mở kìa dương còn kìa anh đâu dương nào? Story. Yes. Dương nào? Tôi lấy rồi. Dương này thì có gì? What are you looking at? Lấy được đéo đâu? Or I'll rip your legs off from beyond the grave, you dirty bastard. Không hiểu anh em có dương. Em đeo có cái dương nào? Quay lại lấy dương kìa, đâu biết là dương nào luôn. Phòng sói á. Lấy rồi này hết rồi này. Phòng này phòng sói đây, em gì còn cái gì. Sói đây. Đâu dương đâu anh em. Phòng đéo là tôi chả lấy hết rồi nhỉ.
Anh em mẹ có sự mệt mỏi à? Tôi đoán là có dấu hiệu mệt mỏi rồi. Nào chứ. Mệt mỏi anh em ạ, à, xem lại lúc nào nhá. Hơi buồn. Tôi còn chưa mệt mỏi mà thì đéo nữa anh em đã mệt rồi. Này là rất là buồn nhá. Rất buồn nhá. Con này đã thuộc vào hàng khó nhất game chưa anh em? Con này thuộc hàng khó nhất game chưa? Sao nó không làm gì tôi? Focus up. Ôi. Ấy à. Rồi, giết con này dễ mà. Sao đéo hiểu cái thằng Kratos nó kẹt mẹ vào cái nút. Nó kẹt mẹ vào cái nút R2 ý. Lúc nãy tôi đã nghi rồi. Đéo hiểu. Tay cầm 599k rồi. Tay cầm này còn tay cầm Xbox 360 vì đau. Được tay cầm 599 rất tốt. Mẹ đây luôn. Gần này tí chắc là nhanh. Tăng khả năng phòng độc lên 50%. Xong chưa anh em? Cuối cùng cũng được đi sleep. ngon chưa được chưa, còn thằng nào nữa không?
Nhưng mà tôi vẫn đánh giá là trong số 6-7 con boss vừa rồi ấy, là cái con mà tôi cảm thấy vô vọng nhất vẫn là con sói. Còn lại những con kia thì thực sự là tôi nghĩ là tôi chỉ chơi, tức là khéo léo và thêm vài lần nữa thôi là đánh được. Nhưng mà riêng con sói là đã có lúc tôi nghĩ là đéo đánh được. Tức là đến cái tầm mà mình chịu ấy. Chứ còn mấy con kia thì nó đều có mẹo cả. Riêng con sói thôi. Cái pha đấy nó may mắn thế nào tự nhiên đánh con đấy nó biến mất. Tức là... Ừ, sói nó đánh đàn khó. Trang mà lại. Lại dương. You dương gì nữa? Anh em lại dương anh ơi. We found the whetstone. This dagger belongs to the reaver who took it. They took most of the good stuff. Oh, lấy được con dao thôi. Well, here, take this in exchange for the dagger. Thanh dao găm. Cái gì đây? Rê bùa. Kích hoạt khi muốn làm chậm thời gian, quay kích tầm xa ở chỗ này mạnh mẽ hơn. Đây, làm chậm thời gian. Nó là như thế nào? À, làm chậm thời gian lại để mình gì đây đúng không? Artless design, but the construction is sound. Where in the temple did you find this? In a river's back. Ugh. Dương Golem kìa ông. Imagine he was part of a larger clan. Maybe they took the whetstone? Quite possibly. I know I've seen this design before. Được quả hô vai bọc kim loại ngon anh em ạ. Level 3 mẹ luôn. Lấy được đồ kia crap ngon quá. Lấy quả này nhá. Vừa tăng phòng thủ vừa tăng cả sức mạnh. Mấy cái cổ lực vứt đi đéo cần. Này ngon này. Làm phát này luôn. Fine piece of work. If I say so myself. Bao nhiêu công sức tôi làm cái này nó phải được cái gì chứ đúng không? Nó phải thế nào chứ? Phần thưởng dành cho những cố gắng không biết mệt mỏi mẹ luôn. That looks amazing. Sức mạnh lên 96 rồi. Yes, dear boy. Ôi giời, chết bố hết tiền rồi. Bố xin lỗi. Bố hết mẹ tiền rồi con ạ. Để khi nào bố có tiền nhá. 24.000. À đây là bố bán đồ. Bố bán đồ. Bố bán đồ là có tiền cho con ngay. Đây, đợi bố bán. Đấy. Có. Anh em cứ buồn cười. Đủ tiền nâng cho con mà. Hết mẹ thép thì còn đâu. Hết thép con ạ. Không phải tại bố đâu. Nhưng mà nó hết thép rồi. Thế để từ từ rồi bố sẽ kiếm thép cho con nhá. Để bố khỏe đã con ạ. Rồi con sẽ có. Cái thép này nó, cái thằng trai con nó bán không nhỉ. Mua con đá hồi sinh phải. Cái thằng kia nó có bán cái thép Spanahem đấy không anh em? Very well. To business. Nó không bán anh em ạ. Buồn. Sometimes the best purchase is the one we don't make. Mẹ trông tôi bây giờ mẹ giáp trụ trông đẹp hơn hẳn rồi chứ. Mẹ còn hai lỗ khảm luôn ạ.
À đâu, đấy một lỗ đấy chứ. Thôi bỏ cái đắc ép đi. Tăng sở trang thêm 3, biểu tượng chân thật, ngon luôn. Sở trang 99 rồi anh em ạ. Kỹ năng. Này không cần. Cái gì đây? Cái này. Thôi cộng cái này để còn phản đòn mấy cái thằng nó bắn. Rồi. Diều. Mấy cái này cũng chả làm gì. Nâng cho thằng con thì mình cũng nâng hết rồi. Thôi ok đấy các bạn. Ok đấy, để dành thì mình nâng cái khác sau. Rồi. Ôi trời ơi, mệt. Để tôi quay lại về cái chỗ cái gì đã. À đi cửa này về được. Fast travel từ đây về luôn cho nhanh. Rồi chúng ta xếp game rồi đi ngủ. This must be a branch of the world tree. Boy, stay on the path. Right, right, I know. Nhanh lên. We jump. Nhảy, really? Bố nhanh. Ôi dồi ôi, bà mới chắc vào con nha. Bad idea. Cột sống của A trước còn phải mạ dài dài. Rồi ok, xem game thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em theo dõi, đặc biệt là các anh em đã thức cùng với tôi tận giờ này. Bởi vì anh em có tin tôi thì anh em mới thức đến tôi đến tận giờ này. Đó là ngày hôm nay là chúng ta làm một cái nhiệm vụ tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn. Phần thưởng xứng đáng cho những gì của chúng ta đã làm. Cảm ơn anh em theo dõi, cho anh em có những giấc mơ đẹp. Tôi cũng đã livestream 3 ngày liên tiếp rồi. Mai tôi xin phép. Bye bye. See you again. Bye bye game.